đô của nước Anh có tới 7 đại diện tại Premier League. Người London tự hào và nhiệt huyết. Nhưng cán cân đã nghiêng hẳn về phía Bắc, nơi Arsenal và Tottenham đang trình diễn thứ bóng đá quyến rũ. Emirates có thêm những tân binh chất lượng. Còn Spurs đã có Ange Postecoglou. Derby Bắc London, Arsenal, Tottenham Hotspur, giải mã ứng viên vô địch. Chủ nhật 24 tháng 9, duy nhất trên cả cộng.